1. Bị vỡ rồi. Mong rằng vẫn có thể ăn được. Đáng ghét. Đáng lẽ ra phải là đời cuối cùng rồi. Xem ra không phải. Phụ kiện phát động, chuyển động, lạc thổ phục nghiêng. Trời ạ, mình có phải hoa mắt rồi không? Thành phố đang khôi phục. Mau nhìn những cái người sống sót khác cũng ở đây. Những cái quan điểm. Trời, ta nhìn thấy qua người kia. Vậy ngươi là ai? Lúc ta còn ở trong quân đội, lúc đó hắn đã cho bọn ta vắc xin ngừa virus, nhưng lúc đó không ai tin, trong đó bao gồm cả ta, cũng chính là nói bọn ta tự tay vứt đi cái thế giới này mà toàn bộ điều này. Hiện tại mọi thứ đều do anh ta gánh vác, thần mang tất cả những thứ này lại cho chúng ta. Thế giới này cuối cùng cũng đã giải quyết xong rồi. Đúng vậy, ngài đã làm rất là xuất sắc. Ngài xem, những kẻ sống sót đang cầu xin ngài ở lại tiếp tục bảo vệ chúng. Kỳ thật các chủ nhân không còn tự trách, những người này cũng đủ để lưu lại văn minh họ chủng. Có thể phát triển lớn mạnh lại tại mảnh thiên địa này. Đây là kết quả tốt nhất rồi. Đúng thế, ta cũng chỉ có thể giúp đến đây. Chủ nhân, suy xét lập trường ngục giam của ngài, ta kiến nghị ngài không cần phải có tính tình quá tốt. Lắm lời. Là cứu thế chủ nhân, là thần. Cứu thế chủ. Thần, xin đừng có bỏ rơi chúng tôi. Chúng tôi cần ngài, xin hãy cho chúng tôi tài kiến thiết là văn minh này. Xin lỗi, sứ mệnh của ta ở cái thế giới này đã kết thúc rồi. Người duy nhất có thể cứu các người chính là các người. Hãy nhớ, sự tồn tại của các ngươi là sự tiếp tục của nền văn minh. À Mai, cô ấy thật sự chỉ mượn phòng tắm để tắm thôi. Làm sao tắm mà không cởi đồ chứ? Em biết là trước giờ anh không hề nói dối mà. À, Mai, có người đang bay trên trời. Vương Đức Phát, anh có đấy. Hệ thống, có ta. Trong cái trường hợp bùng phát virus ngay tận thế, bạn đã một mình cứu được 2 triệu người. Con số này chiếm 0.0028% dân số thế giới. Thành công, bảo đảm với sự tiếp tục của nền văn minh. Theo quy tắc của hệ thống, mỗi người cứu được sẽ được tặng 1 điểm. Do đó, ngài nhận được 2 triệu điểm dùng đối với đạo cụ cứu thế. 2 triệu. Chúc mừng ngài đủ tiêu chuẩn là một vị cứu tinh ngày tận thế. À, còn sang trọng như này à? Cứu thế chủ. Nếu ta không dùng điểm của mình để đổi lấy thuốc chữa bệnh phổ thông, ý rằng cái thế giới này hiện tại đã trở thành luyện ngục của nhân gian rồi. Ngay cả ta cũng không thể mà thoát khỏi cái tình huống khó khăn như vậy. Thậm chí lúc rời đi, ta còn không muốn tiết lộ danh tính. Xin lỗi, ta vẫn chưa học được chức năng này. Không có mặt mũi nào, ngươi có hiểu không? Chẳng qua ngài không cần phải lo lắng quá nhiều về chi tiết nhỏ nhặt này. Cứu thế chủ chỉ cần quan tâm đến sự sống còn của nền văn minh. 2 triệu người đã đủ để tiếp tục tồn tại, nền văn minh sẽ không biến mất. Đây mới là điều quan trọng nhất. Hệ thống nhắc nhở cửa liên ngài đã tới cửu giai cầu cần. 985.655.547.968 tích phân. Mong ngài tiếp tục nỗ lực. Xem ra, muốn về nhà cũng không phải là một việc dễ dàng gì. Lời này tí nói không sai. Chẳng qua lần này nhất định phải rút kinh nghiệm từ lần trước, đỡ kiếm được nhiều điểm hơn. Lần này ta không thể chiến đấu một mình được. Có lẽ ta bồi dưỡng một nhóm người ở đây để ta sử dụng. Cho phép tôi nói thẳng, ngài có vẻ phô trương quá rồi. Vậy thì đổi chỗ khác đi. Hệ thống, đưa thông tin chi tiết cho ta. Được. Thế giới này sắp bị hủy diệt. Vệ diện sát 2342 địa cầu số SDE 878. Toàn bộ thế giới sớm liền tiến đến thời kỳ hòa bình. Kinh tế tăng trưởng nhanh chóng đã mang đến nhu cầu tinh thần gia tăng, thúc đẩy phát triển ngành giải trí. Trong đó, ngành công nghiệp thực phẩm là quan trọng nhất, thế giới nổi tiếng về thực phẩm. Nhưng gần đây, toàn thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết cực đoan, mang đến tác động tiêu cực thường xuyên xuất hiện nhiệt độ cao thấp thất thường. Lũ lụt và hạn hán đã dẫn đầu đến sự sụt giảm đáng kể.
trong cái sản xuất lương thực và năng lượng, đồng thời quan hệ quốc tế ngày càng trở nên căng thẳng. Xem ra tương tự với quê hương của ta. Túc chủ, ngài bị phát hiện rồi. Để lại điểm quý giá của ta đi. Để lại điểm quý giá của ta đi. Ta muốn tiếp tục với thế lực của tại thế giới này nhiều hơn. Tiên sinh. Tiên sinh đến thử món ăn của tiểu thư nhà ta mới làm nhé. Xin lỗi, ta hiện tại rất bận. Miễn phí đó ạ. Miễn phí thì cũng cố ăn. Không ngờ rằng Mạc gia tiểu thư đích thân nấu ăn cho chúng ta thật là một ngày may mắn. Đúng vậy, nghe nói đây là bữa tiệc đầu tiên của cô ấy sau khi xuất quan. Chỉ cần nghĩ có thể ăn đồ ăn mà nữ thần làm ra. Đây là cái gì? Xin lỗi đã đợi các vị chờ lâu rồi. Cảm ơn mọi người hôm nay đã dành thời gian bận rộn của mình để đến đây tham gia tiệc nếm thử đồ ăn của tôi. Hôm nay tôi chuẩn bị món bánh điểm tâm Trung Quốc gọi là vạn hoa tùng trung nhất điểm hồng. Có vẻ như giống bánh bao của Delicious. Vị của nó ngay lập tức xộc vào khuôn mũi. Vị này cảm giác như mùa xuân bị ta ăn mất rồi. Quá ngon rồi. Từ lúc có hệ thống đã rất lâu không được ăn qua món như này. Vị tiên sinh này không biết ngài có đánh giá gì về cái món ăn của tôi. Cực kỳ ngon, ngon đến mức khiến ta thích cái thế giới này rồi. Các người vì thế giới này mà tạo ra rất là nhiều đồ ngon. Do đó, văn minh của thế giới này không nên bị hủy diệt. Tiên sinh, ta vẫn chưa hiểu lắm, có thể giải thích một chút. Ý rằng không có thời gian giải thích rồi. Vì người tìm ta đã đến rồi. Hai vị là ta là cục đại sự sau bệnh trường. Chúng tôi muốn tìm vị tiên sinh đằng sau có để nói chuyện. Thật là thô lỗ quá. Đây là giám hội mỹ thực. Các người lý nào không biết sự quan trọng của nó sao? Là một đầu bếp tôi không cho phép khách của mình bị gián đoạn trước khi họ ăn xong. Mà tiểu thư, mời cô phối hợp với chúng tôi. Chỉ là anh ta không phải là người bình thường. Chỉ trong vài giờ đã kết hợp định vị chính xác, huy động giám sát thành phố và các doanh nghiệp lớn. Xem ra, không cần biết là ở thế giới nào, khả năng chấp hành với phối hợp của các ngươi đều rất tốt. Cậu rốt cuộc có mục đích gì? Điều các ngươi hỏi thật sự rất là đơn giản, chỉ bằng các ngươi tận mắt mà nhìn đi. Hệ thống, có ta. Bắt đầu thôi diễn thành công. Vị diễn sau, năm sau. 2343. SD878. Trái đất mã số 50 thần, 878 sắp bị hủy diệt. Đáp ngược ngài hủy diệt. 3 năm. Danh tính của ta. Theo cách nói thông thường chính là cứu tinh chủ của thế giới này. Mục đích sau, những gì ta làm chính là đang cứu lấy thế giới này. Ngay tận thế. Vị cứu tinh, người đang nói cái lời vô lý gì vậy? Bọn ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Phép chiếu 3 chiều. Ta có thể hiểu được ngươi có thể điều khiển được thời gian. Chẳng qua ta cũng là người rất là thực tế. Chúng ta làm một vụ cá cược đi. Cười, đọc cái gì? Như một món quà gặp gỡ, tôi sẽ cho các ngươi một vài cái lời tiên tri đã các ngươi tự mình mà kiểm chứng. Ta được khi lời tiên tri của ta thành hiện thực. Sự ngạo mạn mà các ngươi dùng để gặp ta sẽ không còn nữa. Và ngươi cùng những cái người sau lưng ngươi phải đều phải tin. Chỉ có ta mới có thể cứu được các ngươi. Thế giới sắp bị hủy diệt. Đón trước tai nạn. Làm sao có thể? Anh và cấp trên của anh có thể còn chút thời gian để xác minh dự đoán của tôi. Đừng có lãng phí nữa. Đó là thời gian cứu tử đó. Chiều nay, vào 5 giờ 10 phút, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter xảy ra ở huyện Tùng Sơn, khiến 3 người thiệt mạng. Tối nay, lúc 9 giờ 28 tối, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra ngoài cái khơi Virumana và gây ra sóng thần, khiến 123 người mất tích. 23 giờ 32 tối nay, chuyến bay A-3562 từ Tây Á bất ngờ gặp thời tiết khắc nghiệt và bị rơi, toàn bộ 175 người tử vong. Ngay các việc như tai nạn máy bay cũng có thể tiên đoán sau. Nếu thông tin vừa ngày tận thế là sự thật, đây là một sự kiện lớn liên quan đến hàng chục ngàn, thậm chí là hàng trăm triệu sinh mạng. Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Việc thử nghiệm này nên kết thúc ở đây, giải tán, gì cơ? Được. Đặt một phòng cho ta lâu lại. Tôi sẽ truyền đại
truyền đạt một cách chính xác khi ghi chú của anh và tất cả những gì tôi đã thấy và nghe. Cẩn cân nhắc và cẩn thận. Từ lúc này trở đi, tôi sẽ chuyển lời nhắn. Bài kiểm tra của tôi dành cho anh bắt đầu rồi. Tôi hy vọng anh vượt qua bài kiểm tra này. Chứng minh cho tôi thấy đi. Thế giới này có thể được giải cứu rồi. Cậu thực sự còn tâm trạng để ăn uống sao? Dù có là ngày tận thế thì vẫn phải tận hưởng cuộc sống chứ. Rốt cuộc chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cái việc chống chọi với thảm họa. Người đàn ông này có thể có một sức mạnh siêu nhiên. Nhưng ngày tận thế sẽ xảy ra nếu anh ta cứ câm miệng như thế. Hắn ta giống như một gã hờ vậy. Tôi đã bắt đầu kiểm tra danh tính của gã này, nhưng hắn ta có vẻ rất là tự tin. Để đảm bảo an toàn, tôi đã cử đội cứu hộ đến địa điểm đã trước. Cảnh báo cư dân của các tòa nhà rằng đang rất là nghi hiểm, sơ tán càng sớm càng tốt. Vô lý, làm thế nào mà ngươi có được cái vị trí này? Kiểm tra đi. Có hàng trăm, hàng nghìn lời tiên đoán về cái ngày tận thế như vậy mỗi năm. Chúng ta vẫn phải xác định từng cái một sau. Tiểu chủ, người cứ thế mà tin cái loại lời tiên tri này không có lý thường, vẫn còn quá non. Các vị lãnh đạo đừng có nóng vội. Họ vừa cử lính cứu hộ và xe cảnh sát đi tuần tra khu vực, đồng thời yêu cầu người dân khu vực có nghi cơ cao xuống lầu một lúc nhận danh sự kiện. Nếu tòa nhà đi bị sập đổ, vậy thì những người ở đây đều có lỗi. Tiểu chủ vẫn ấn tượng như vậy. Nhưng nếu công chúng biết rằng chúng ta đang lãng phí cái nguồn lực công khi đi theo một lời tiên tri vô nghĩa, uy tín của chính phủ nằm ở đâu? Anh đang nghĩ gì đó, sợ lắm. Hiện tượng sống hồn tồn không nằm ở trong vùng động đất. Hiện tại cũng không có cảnh cáo gì. Nơi này chỉ cách thủ đô 100 cây số. Nếu dư luận xôn xao trước mũi anh có thể gánh trách nhiệm này không? Chỉ huy, ngài luôn dạy chúng tôi rằng mục đích cao nhất của cục đặc vụ là chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân cơ mà. Liệu người này có thực sự có siêu năng lực hay không vẫn còn phải điều tra thêm. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi. Không phải gia đình ta, đương nhiên phải khác. Chỉ còn chưa đầy một phút nữa là lời tiên tri đầu tiên đã xảy ra. Chúng ta chỉ cần đợi một lát. Không cần, chúng tôi đã ra lệnh bắt người rồi. Vấn đề này bắt đầu ngay bây giờ để chúng ta tiếp nhận. Chỉ huy, đây là đầu tiên chúng ta phải đảm bảo thiện trí của bên kia vì sự ổn định của xã hội. Không ai trong chúng ta có thể đánh nổi. Đây, lý nào? Lãnh đạo Tùng Sơn Hiển, thật sự động đất. Lời tiên tri thực sự đã trở thành sự thật. Thông báo cho đội 3, đưa người tới đây ngay lập tức. Tôi muốn đích thân thẩm vấn anh ta. Cái gì? Sao lại chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải anh vừa khấu trừ nữa sao? Mệnh lệnh mục tiêu dưới con mắt quần chúng biến mất tiêu rồi sao? Tôi ở đây. Xin hãy thứ lỗi cho sự thiếu kiên nhẫn của tôi. Vậy quyết định của anh là gì? Giơ tay lên. Không tệ, tốc độ phản hồi khá tốt. Tôi nói giơ tay lên mông. Xa khí. Đừng lo lắng. Những cái thứ này không thể làm mà tổn thương tôi được. Mặc dù có chút không đạt yêu cầu nhưng có thể coi như là cậu đã vượt qua cái bài kiểm tra của tôi. Ngay cả tốc độ họ đến để áp sát tôi cũng rất nhanh. Bây giờ tôi có thể tiếp tục nói về những cái lời tiên tri được không? Chắc chắn, hãy cho tôi thấy những cái năng lực và kết quả của anh. Hai tòa nhà cũ có thể phát sinh sập đổ. Tất cả đều nằm ở trong tòa nhà dự báo của chúng tôi. Các nhân sự liên quan đã được điều động kịp thời, họ là 3 người đã lớn tuổi. Nhờ sự can thiệp sớm của chúng tôi nên trận động đất này không xảy ra thương vong nhiều. Vì vậy, số nạn nhân đã được viết ở trong lời tiên tri này không thể chứng minh được. Chỉ 12 phút trước, một trận động đất dữ dội đã xảy ra trên bờ biển của Viru Manila và gây ra một cơn sóng thần nhỏ. Vào cái thời điểm đó, chúng tôi không có lý do chính đáng nào mà đỡ cách thở cảnh báo nhau về cái thảm họa chưa được xác nhận này. Vì vậy, số người chết với những gì được viết ở trong lời tiên tri hoàn toàn trùng khớp. Sao? Ngoài ra, chiếc A-3562 được dự đoán sẽ gặp nạn trong cơn bão đã cất cánh từ nơi xuất phát. Chúng ta chẳng đợi tin nhắn của đối phương phía trước không xa có dòng bão dữ dội. Quay đầu lại cũng đã muộn. Tổng cộng là 157 hành khách, trong đó có công dân ở Trung Quốc trên máy bay sắp thiệt mạng. Cái gì? Vậy anh còn đứng đó làm gì? Sợ lầm, cậu lập tức liên lạc đi. Quá muộn rồi. Đừng có nói rằng chúng tôi không có lý do gì để nhắc nhở nhau. Chỉ cần nói rằng sau khi máy bay có cánh, không thể dựa vào
Ngoại lực đã có máy bay bị rơi. Vì chúng ta cần hợp tác nên tôi cũng nên tỏ ra thành thật một chút. Tôi sẽ đưa mọi người trở lại thôi. Mọi người cũng không thiếu. Hệ thống phân tích tình hình tại đây. Tốt, hiện tại một cơn bão đến từ phía tây nam đang tiếp cận máy bay mục tiêu. Tốc độ quay là 50 km/h, nhưng tốc độ ngày càng tăng. Với tốc độ này, cơn bão sẽ va chạm với áp lực gió từ hướng đông bắc với tốc độ cực nhanh trong vòng 10 phút. Cơn lốc xoáy khổng lồ hình như xì xít nát máy bay thành từng mảnh. Có vẻ như chỉ cần di chuyển máy bay là đủ. Cậu định làm thế nào? Tùy cơ ứng biến. Vô thực. Lôi điện cụ hiện có khả năng biến sấm sét vô hình thành tồn tại hữu hình, biến năng lượng khổng lồ thành sức mạnh khổng lồ. Mau nhìn phía bên kia đi. Hình như tôi nhìn thấy có người đang bay bên ngoài, còn đang bắt sấm chớp nữa. Trời ơi, kia là cái gì vậy? Không đã, hình như có người đứng ở trong sấm chớp. Tôi còn tưởng là tôi bị hoa mắt nữa chứ. Sấm chớp, nhưng là dòng điện siêu cao trên 100 triệu vôn đây. Người kia, chẳng lẽ là siêu nhân hay sao? Tốc độ lốc xoáy được phát hiện và đạt tới 340 mét trên giây. Phần còn lại 10 giây, xin ký chủ hãy nhanh chóng rời khỏi khu vực gió bão. Ký chủ, cho dù ngài có muốn làm gì, xin hãy hành động bây giờ. Tây phần, nhất định không được buông ra. Chúng ta bị hút vào khu vực gió bão rồi, cơ trưởng. Không kịp nữa rồi. Cơ trưởng, phải nghĩ cách thôi. Thượng đó phù hộ. Người kia đang ở trước mặt chúng ta. Ký chủ, chẳng lẽ ngài muốn chỉ cần đưa máy bay tới có mưa gió là được rồi. Tôi hiểu chuyện đó, nhưng quán tính của tốc độ này sẽ là những vị khách trong đó sẽ bị dột xỉu, nhưng sẽ không chết. Thành công. Vừa rồi nguy hiểm quá. Thiên sứ đã cứu chúng ta. Thượng đế à? Chỉ huy trưởng, chiếc APA-562 mất tích đã liên lạc được rồi. Nó đang chuẩn bị hạ cánh. Cậu nói cái gì? Thời gian ngắn như vậy, không thể nào. Tôi đã nằm mơ à? Bọn họ thực sự quay về rồi, chỉ huy trưởng. Cơ trưởng, vừa nãy anh đã nhìn thấy cái gì? Xin anh hãy nói cụ thể. Tôi đã nhìn thấy cả rồi, vì anh hùng đó bay trong khu vụ gió bão. Anh nói người đó biết bay, đúng vậy, không chỉ có thể. Anh ấy còn dùng sấm chớp buộc lại toàn bộ khung của máy bay. Chuyện đó nhất định chỉ có thượng đế mới có thể làm được. Sau mỗi tiên sinh, xin anh hãy nói cụ thể về người anh hùng đó có được không? Anh xác định sao? Sẽ không phải bị thời tiết xấu mà nhìn nhầm chứ? Mau nhìn kìa, anh ấy đang ở đây. Người anh hùng tạo ra kỳ tích. Lời này đã cứu toàn bộ 157 người. Mau quay lại đây. Trời đất ơi, anh ấy thực sự đang bay kìa. Trên thế giới này thực sự có thần tồn tại sao? Thẩm tiên sinh, ba lời tiên tri mà ngài đưa ra đều đã được ứng nghiệm. Thực lực của ngài tôi rõ như ban ngày. Là chúng tôi vẫn hy vọng có thể hiểu rõ tình hình hơn. Không biết tương lai là nguyên nhân gì dẫn tới như vậy. Bây giờ có khả năng khắc phục được không? Người lãnh đạo của thế giới này cũng khá là dè dặt đó. Nhưng mà làm thế nào để giải thích được các vật phẩm được đổi từ hệ thống đi? Cho dù là nhân loại ở thế giới nào cũng đều sẽ luôn bị dao động quay lại giữa công lý và ích kỷ. Nếu ở đây hấp thu nuôi dưỡng nhân thủ, không chỉ làm cho họ kính nữa mà còn cho họ lợi nhuận. Tốt hơn là hãy bắt chước bọn họ lần lượt thành lập một tổ chức. Như vậy, mày không chỉ mượn danh nghĩa của tổ chức đó phát lệnh, mà còn có thể thu hút các nhân tài đến từ các thế giới khác nhau. Cuối cùng bận rộn cũng kết thúc rồi. Mong là nhất điểm hồng mà Thẩm tiểu thư làm còn dư. Đừng cứ thế cũng phải ăn cơm. Thẩm tiên sinh, tôi là đồng sự trưởng hiện nhiệm vụ của tập đoàn Mạc Gia. Tay ngờ của tiểu nữ mà thua được Thẩm tiên sinh khẳng định là vinh dự của Mạc Gia ta.
Mạc Nghiêm Bạch, ta vừa dặn thu đi thu đi là một bàn thức ăn ngon, chúng ta có thể vừa ăn vừa trò chuyện. Cái này chuyện ngày tận thế hả? Ông tin đừng có nói tôi, cho dù con gái tôi cũng không tin vào ngày tận thế gì đó, nhưng tôi có thể nhìn ra được ông tuyệt đối là cường giả thân mang dị năng đáng đầu tư. Trước hết chỉ dựa vào khí chất của ông là có thể thu hút một lượng fan trung thành rất lớn. Tiếp đó, bên Đông Phương chúng ta đang thiếu một anh hùng siêu cấp có đề tài. Lợi dụng kỹ năng của cậu và đề tài tận thế này, ông Mạc Nghiêm Mạc là số ít nhân vật lớn nắm tài nghiêng thế giới. Chắc ông đã nghe qua chuyện tiên tri và tài hạo từ cục đặc sự rồi nhỉ? Tài hạo chính là người làm ăn nhỏ, sợ nhất là không ổn định. Nếu cả thế giới đều rơi vào khủng hoảng, y là thẩm tiên sinh đúng thật là tư duy kỹ lưỡng, không cần thăm dò động cơ của tôi. Tin hay không tin nó đều do bản thân ông. Thật ra thứ ông sợ nhất đó chính là dao động do tận thế dẫn đến ảnh hưởng đến tư sản và kinh doanh của ông, phải không? Nhưng ông phải rõ, cho dù tài sản kinh doanh của ông rải khắp thế giới, chỉ còn một lần sóng thần mà phạm vi lớn toàn cầu, tài sản mấy tỷ của ông sẽ hóa thành hư vô ngay. Tỷ lệ như vậy, ông dám cược không? Ông hoàn toàn có thể xem ngày tận thế không tồn tại. Nhưng tuyệt vọng sau khi giả câm giả điếc và sự thản nhiên sau khi liều hết sức là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Tên này không lẽ thật sự xem mình là đấng cứu thế rồi? Một mình hắn sao có thể cứu được mấy tỷ người chứ? Thang máy hơi chậm, nhà hắn đặt ở chỗ cao như vậy làm gì? Nhưng dị năng của hắn không phải giả, chỉ cần có thể giữ được tài sản, cho dù là tận thế thì sao chứ? Còn nữa, hắn có thể có năng lực dẫn một phần người đến thế giới đó lánh nạn. Nếu còn biết sản nghiệp của tôi trải khắp toàn cầu, vậy về cái mặt vốn hồn tồn không thành vấn đề. Thậm chí tôi có thể làm một chiếc phi thuyền vũ trụ độc nhất vô nhị cho cậu. Bất luận là người giàu ở thế giới nào, suy nghĩ đều giống y như nhau cả. Nghe đây, tư cách đi xuyên thế giới không liên quan đến quyền thế và tài phú, chỉ được quyết định bởi tầng cấp sinh mệnh. Không thể thôi biến từ cơ thể người phàm thì vĩnh viễn không thể vùng thoát vận mệnh của nhân lý. Vấn đề này tôi từng cảnh cáo qua bọn người giàu từng có ý đồ thoát ly của thế giới trước, nhưng họ không hề quan tâm tôi. Trời ạ, mà mấy con tàu vũ trụ được làm từ một số vốn lớn, chẳng qua là quan tài hợp kim mà thôi. Không, đừng mà, tai nạn không quên tiền nha. Lại chân thật như vậy, những cái cảnh tượng đó. Nhưng muốn nói khả năng đến không gian song song cũng không phải không có. Thật à, gia nhập hiệp hội bảo vệ nhân lý. Nếu gia nhập chúng tôi, vậy sẽ có người của hiệp hội phụ trách dẫn dắt vào con đường siêu phàm. Siêu phàm, đường ẩm thực cùng cực của thế giới chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ chứ bệnh. Vậy siêu phàm thì sao? Ý là cảnh tượng hư ảo đáng sợ đến sắp tắt thở như lúc nãy chỉ là một lỗ bình thường nhất trong siêu phàm. Cho dù không phải người tận thế, cái thật bật đến trình độ này cũng là giai đoạn người thường mà khó sánh bằng. Dám hỏi, tiêu chuẩn tuyển người của quý hiệp hội là gì? Nói ra thì ta hơi tò mò. Đồn là tập đoàn Mạc Thị nổi tiếng toàn cầu. Các người không màng mọi giá, không màng hậu quả, điều động toàn bộ sức lực rốt cuộc có thể làm đến mức nào? Rõ. Tôi sẽ thu thập báo cáo tương quan nhanh chóng giao đến tay người. Ồ, nhà hàng khách VIP của chúng ta đến rồi. À đúng rồi, nếu không phiền phước xin hãy nhanh chóng chuẩn bị một chỗ ở cho ta đi. Đón cơ thế cũng phải ngủ. Lạnh, nóng, sâu, canh, râu, trình tự tuyệt đối không được lầm. Phải từng món lên. Thẩm tiên sinh là khách quý ba mời đến, tuyệt đối không được chậm trễ. Dạ tiểu thư. Hôm qua hắn chưa nếm thử thức ăn của ta đã biến mất rồi. Lần này ba bảo mình nó tiếp đãi tốt, vì đấng cứu thế này mình phải lấy ra hết bản lĩnh mới được. Kiểm tra nhiệt độ của đĩa lại, tôi đi thông báo khách đến dùng bữa. Dạ tiểu thư. Rõ rồi tiểu thư. Vậy mà nói phiền mà tiểu thư đích thân đi mời, giá của đấng cứu thế này cũng lớn quá rồi. Nhỏ tiếng chút, nghe nói hắn có thể tiên tri tai họa, ông Mạc rất là mơ tín hắn.
Là tiểu thư, mau gọi bảo vệ đến đây. Là tiểu thư, mau gọi bảo vệ đến đây. Lần này trong quá trình cứu tai nạn hàng không, người tổng cộng cứu 238 người, nhận được tích điểm đồng đẳng. Tích điểm hiện có là 1.270.000. Đây, đây là... Ôi trời, làm sao làm được vậy? Động đất thiên tai xảy ra thường xuyên như vậy. Sức mạnh kiểm tra thần bí lại biểu hiện bình thường, vậy càng giống như nghi cơ kiểm tra khoa học. Đây chính là tai nạn hàng không mà hôm qua người ngăn cản sao? Người đã cứu 238 người. So với mấy tỷ người, 200 mấy người thật sự không là gì. Cho nên muốn cứu nhiều người hơn thì phải dựa vào một chút ngoại viện và vận may có mặt. Mở rút thăm tổng thế. Xin hãy dùng số tích điểm tương ứng đổi số lần rút thăm. Mỗi lần 1.000 tích điểm, số dư hiện tại là 1.000.000 điểm. Thần bí rất, khoa học rất. Thử rút 10 lần trước đi. Đây là trò chơi rút thẻ. Hiệp hội sẽ đem khoa học kỹ thuật đến từ thế giới khác nhau dựa vào nguyên tắc công bằng đã vào trong đó, dựa vào tích điểm rút. Khác với trò chơi, cái này chỉ đơn thuần là dựa vào học bổng mây. Tiêu hao xác nhận 10.000 điểm. Cho nên, vận mệnh nhân loại cả thế giới được khóa bởi cái bổng mây của ta. Cách duy nhất ổn thỏa chính là dùng lượng lớn tích điểm rút hết hồ thưởng. Điểm 10.000 tích điểm rút thăm 10 lần đầu tiên của thế giới mới. Ánh sáng mãnh liệt quá đi. Chúc mừng bạn nhận được phẩm chất màu xanh, một mặt trời nhân tạo nhỏ. Ta đã có kỹ thuật tụ hạt nhân ở biến năng nghiêng rồi, đối với tôi mà nói không có tác dụng gì. Hạt nhân tụ biến, đây là thứ ta có thể nghe sao? Chắc đây là sát khí mà chỉ có quân đội mới có thể dùng. Đây không phải là trò chơi rút thẻ nghiêm túc, vậy mau xem cái cơ tiếp đi. Chúc mừng bạn nhận được bài âm viêm xê nội chí tu. Rắc, cái tiếp theo. Chúc mừng bạn nhận được kỹ thuật chế tạo thợ cấy ghép sơ cấp. Lại đâu của thế giới này? Chỉ có thể để lại đến quỹ tích số 2007 sử dụng. Chúc mừng bạn nhận được vệ tinh nhân tạo mini cùng với kỹ thuật đường bay cao tốc nổi trên biển. Cái tiếp theo, cái tiếp, cái tiếp theo, cái tiếp theo. Vật phẩm ở trong hồ thưởng đến từ các thế giới song song. Cho dù rút ra cái thứ rất lợi hại, không thích hợp dùng cho thế giới này cũng vô dụng thôi. Chúng tôi còn một câu nói gọi là hiền không có không phải, khác không đổi phượng. Xem ra cho dù là đấng cứu thế cũng phải, cũng không thể phá vỡ cái định luật này. Còn hai cơ hội, ta muốn xem thử. Dấu khôi gì? Chúc mừng bạn nhận được người máy đa chức năng, Ly 75. Chúc mừng nhận được quan chỉ huy lâu đài trên không, cấp Thái Lạc. Xem ra cuối cùng cũng rút trúng thứ có tác dụng rồi. Tôi là người máy loại tự trang bị tổ AI dạng 2. Có thể bảo vệ an toàn của chủ nhân toàn phương vị. Chủ nhân kiểm tra thấy xung quanh tồn tại vũ khí nóng. Đang xử lý. Nguy hiểm giải trừ. Súng của tôi, chủ nhân, tôi không có chiến lực phi thường như U-75. Tôi chẳng qua là ai do siêu cấp lượng tử diễn toán ra của lâu đài trên không cấp Thái Lạc mà thôi. Lâu đài trên không là một lâu đài khổng lồ có thể lơ lửng ở trên không thời gian dài, có chiêu phòng hộ năng lượng, tàn hình quang học, phản trọng lượng động lực vân vân. Lúc này bổn thể chân chính của tôi đang ở ngồi 30.000 mét trên không nhìn cái hành tinh này, dựa vào ưu thế trên đường và năng lực tính toán lớn mạnh, tôi không những có thể lái lâu đài trên không đưa người lao du vũ trụ, còn có thể cung cấp hỏa lực lớn mạnh chi viện người. Đồng thời vào cái lúc tôi đang giải thích các nội dung ở bên trên, mạng lưới thông tin của cả thế giới đều bị tôi tiếp quản rồi. Hả? Đây mới là sát khí chân chính. Chờ đã, mắt của cô ấy chấp một cái là có thể liên kết mạng của cả thế giới. Khô trương quá đi. Trương Vĩ tốt nghiệp ở Đại học Kinh Đô, chuyên ngành xã hội học, giỏi quản lý xã và mối quan hệ của người. Lý Mộng Đình tốt nghiệp học viện ẩm thực cao cấp ở Thanh Hoa, sinh viên bồi dưỡng ngờ vớt của Mặt Gia. Nếu cần thiết tôi có thể nói tiếp. Với tốc độ nói hiện giờ còn khoảng 95 năm. Trời, sao cô ta biết? Thật đáng sợ. Chủ nhân xin hãy cho phép tôi phát một tình báo đột xuất. Một chiếc xe di chuyển với tốc độ cao xuất hiện ngoài hai con phố. Theo đặc trưng sắp hình, tôi đã nhận được thông tin cụ thể người ngồi trong xe. Phân biệt là chữ Lâm của Cục Đặc sự, cùng với Sa Vĩnh Trường. Mục tiêu còn chưa rõ. Ồ, người của Cục Đặc sự sao? Thú vị. Xác nhận danh tính, các đội trưởng đội phó, hôn ơn hai vị đã đến.
Thẩm tiên sinh đang ở phòng khách chờ hai vị, mời đi theo tôi. Cái này có phải là robot thật không? Không phải người giả bộ có đúng không? Bình tĩnh, không phải chỉ là một người máy biết nói chuyện có ý thức, tự chủ, thoạt nhìn giống như là cỗ máy chiến tranh sao? Đừng có rụt rè, anh bạn, mặc dù đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp. Vậy thì làm phiền cậu robot tiên sinh. Không có gì, tôi càng hy vọng là ngài gọi tên ta là Khơ Vũ. Không có gì, tôi càng hy vọng ngài gọi tên ta là Khơ Vũ. Hy vọng đó, nó nói hy vọng, liệu công nghệ của trái đất có thể làm được điều đó? Tôn nhân lỗi. Rốt cuộc là nơi nào? Chỗ nào cũng giống nhau, thế giới thật là hỗn loạn. Trực đội, có chuyện gì sao? Có vài chuyện á, trạm tiên sinh chúng tôi nhận thấy rằng khi anh ngăn chặn cái vụ tai nạn máy bay, anh đã không che giấu ý định của mình. Tại sao tôi phải che giấu bản thân? Vấn đề là tin tức này đã gây chấn động toàn thế giới. Nếu sự kiện ngày tận thế được công chúng biết đến thì sự hỗn loạn sẽ gây ra. Tôi e rằng nó sẽ là một trở ngại lớn cho tổ chức của chúng ta. Đúng vậy, tôi e rằng đến lúc đó chính phủ nước ngoài sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu của ngài. Cho dù có sự hợp tác toàn diện của nước ta, tôi e rằng ngài cậu cũng gặp khó khăn khi làm việc ở trên toàn thế giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông có khuôn mặt châu Á này đã giải cứu một chiếc máy bay theo một cách cực kỳ kỳ lạ. Còn ở trên máy bay vài phút đã chụp ảnh. Anh ấy dường như không hề nghiêm khiêm tốn và đi mặt nạ như siêu anh hùng trong lòng chúng ta, mà là lựa chọn phô trương phơi bày bộ dạng của mình. Tựa hồ rất là hưởng thụ cảm giác được xưng là anh hùng cứu thế, được người người sùng bái. Đại diện cấp cao hơn có thể giúp ngài che giấu danh tính của mình và giảm sự lan truyền của tin tức tiêu cực ở trong đám đông. Nhưng không biết ý ngài là gì. Không cần đâu, cứ để báo chí quảng bá là được. Tốt nhất là gia tăng cường độ càng khô trương càng tốt. Thưa ngài, tôi ý là ngài vẫn chưa hiểu khả năng của một số nhà báo. Tôi nói rồi, tôi đến từ một thế giới song song. Dĩ nhiên đối với thủ đoạn của những người này vô cùng rõ ràng, vì vậy tôi sẽ sử dụng sức mạnh tuyên truyền mạnh mẽ của họ để tuyên truyền danh tiếng của tôi. Giữa người với người không giống nhau, có người sẽ liều lĩnh phản kháng đến giây phút cuối cùng. Có người lại chỉ rơi vào cái sợ hãi cuồng loạn, chết trong sợ hãi không cam lòng. Các người nghĩ ta thích gặp loại người nào hơn? Đương nhiên là người ra sức phản kháng rồi. Chính xác, nhưng điều kiện tiên quyết là có nhiều người biết rằng ngày tận thế đang đến. Thay vì để mọi người chết trong sự an toàn vô tình, còn không bằng nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng trong lúc nghi ngờ kịch liệt. Thà gánh vác nghi ngờ và chế nhạo, cũng muốn đạt được cái mục tiêu của mình sau. Đây là động cơ thế, sao? Tiếp theo tôi sẽ tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng của tổ chức để ngày càng nhiều người biết ngày tận thế sắp tới. Chỉ có như thế mới có thể chọn ra người nghĩ nghĩ phản kháng và có can đảm chiến đấu. Yên tâm đi, trẫm tiên sinh, chúng tôi đã ngăn cản nhân lực có đặc biệt cho ngài điều động. Chỉ cần ngài lên tiếng, tôi sẽ bắt đầu hành động ngay lập tức. Làm phiền thì đưa đến đây đi. Khơ Vũ, với công nghệ mà ngươi đã thể hiện, hẳn là bộ đội số 1 số 2 dưới trướng của trẫm tiên sinh rồi. Thật là xấu hổ, tôi chỉ là một vật thí nghiệm trí tuệ nhân tạo cấp 2 tạm thời điều động. Không bắt đầu ở sản xuất quy mô lớn, tạm thời không thể sánh vác trọng trách này được. Tôi sẽ báo cáo với Viện Hàn Lâm Khoa học ngay lập tức và cho họ gặp con robot này. Như vậy họ mới biết khoa học là vô tận như thế nào. Đúng vậy, quan hệ tốt với trạm tiên sinh. Nếu bắt nhiều công nghệ cao đến từ ngôi vũ trụ, có thể có tiếng nói nhiều hơn trong lúc chuẩn bị. Nhiệm vụ tối nay là chú ý tới phản ứng của các nước và có các thế lực lớn. Họ không ngu như những cái người phương tiện truyền thông mang lại lợi ích cho người dân. Hiểu rồi, chỉ hy vọng họ không bắt đầu đặt hàng trước khi ngày bắt đầu. Đấu tranh lợi ích ở giữa quần thể nhân loại thật sự là vĩnh viễn không có điểm dừng. Chữ nhân có biện pháp đối phó hay không? Không cần đâu, để sống sót bằng mọi cách. Một số hành vi ích kỷ nằm ở trong phạm vi chấp nhận của tôi. Dù sao không ai trong số họ có thể làm tổn thương tôi. Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị hệ thống đổi điểm để giữ đống thảm họa. Được. Vào lúc 4 giờ 20 sáng nay, một đám cháy đã bùng phát tại cái căn hộ êm đềm Subtrimi ở thành phố Faru, vô xác định. Trong thời gian này, 525 người sẽ chết và 236 người bị thương. Vào lúc 19 giờ 15 ngày 11 tháng 8,
Một trận động đất 5,3 độ Richter sẽ xảy ra ở thành phố Lipu khiến 12 người thiệt mạng và 128 người bị thương. Vào lúc 12 giờ 24 chiều ngày 5, núi lửa Lushidu bùng nổ, dòng nước và tro bụi núi lửa đã bị phá hủy thành phố Binan, thành phố Duban, thành phố Tian Nevi và các khu vực xung quanh, giết chết 560.000 người. Núi lửa Nara Mouti phun trào gây ra động đất. Lúc 3 giờ 42 chiều, núi lửa Charin phun trào. Núi lửa toàn cầu phun trào tập thể chuyển xảy ra một tuần sau đó. Chỉ có ít ngàn bản sinh mệnh cũng chỉ là phần mở đầu. Đinh Hương, vâng, hãy cảnh báo họ nhân danh hiệp hội. Không muốn chết, tốt nhất là ngon ngỗ mà nghe lời.